Welcome to India, the trip you always wanted. Nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình dài tập với những thước phim quay chặt kinh điển, là nơi có dòng sông Hằng linh thiêng chảy qua mà người theo đạo Hindu thường tìm đến để tắm sông, tẩy trần tội lỗi. Ấn Độ còn được nhắc đến bởi cảnh sắc thiên nhiên và những công trình tuyệt mỹ. Kashmir, vùng sơn cước đẹp như tranh vẽ, nơi có hồ đông thơ mộng, bên dãy Himalaya sừng sững, hãy thả hồn vào thiên nhiên bằng cách trôi theo dòng nước trên thuyền Sikara màu sắc tươi sáng. Đến Gunung, một trong những nơi có sừng núi tuyết yêu thích nhất thế giới, thả sức nô đùa trong thế giới tuyết, trải nghiệm cách treo dài thứ hai thế giới. Thành phố Bahamgam nổi tiếng về công nghiệp phim ảnh Ấn Độ. Quý khách có cơ hội ngắm nhìn những khung cảnh hữu tình trong những làn gió mát cùng không khí trong lành dọc bờ sông Lít Đơn. Khám phá Ấn Độ không thể bỏ qua Taj Mahal, biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Hãy cùng VYC Travel lãng du đến khám phá những phong cảnh thiên nhiên hữu tình và những tuyệt tác nhân tạo trong hành trình Ấn Độ Kashmir.